Xin chào tất cả các bạn, tôi là bác sĩ Dung và trong video lần này thì tôi sẽ nói về một cái chủ đề là sử dụng corticoid tại chỗ hay là tiêm corticoid tại chỗ. Thì corticoid như các bạn đã biết là sử dụng rất là nhiều trong cái bệnh lý xương khớp, và trong video lần này thì bác sĩ Dung sẽ giúp các bạn hiểu là có mặt lợi và hại khi mà tiêm corticoid tại chỗ. Trong điều trị thì tôi hay sử dụng corticoid để tiêm vào khớp và tiêm lưng. Thì với tiêm lưng thì sẽ tùy những cái nguyên nhân, có thể sử dụng phương pháp tiêm ngoài màng cứng này, tiêm phong bế rễ thần kinh này, hoặc là phong bế rễ khớp. Corticoid do có cấu trúc steroid nên hay được gọi là corticosteroid, nó là một nhá. Và là một cái nhóm thuốc kháng viêm rất là mạnh, và chúng được dùng để giảm cái phản ứng viêm xảy ra ở khá nhiều bệnh. Corticoid có thể dùng được uống này, đường hít này, đường bôi qua da này, đường tiêm tĩnh mạch, hoặc là tiêm vào các vùng mô khác nhau của cơ thể. Trong video lần này tôi sẽ nói tập trung vào cái phương dụng corticoid để tiêm vào khớp và các mô mềm. Các bạn sẽ hiểu là corticoid không phải là thuốc giảm đau mà nó là thuốc chống viêm, làm giảm bớt cái phản ứng viêm. Do phản ứng viêm nên corticoid làm giảm đau. Phản ứng viêm có thể tái phát. Tiêm corticoid nếu mà được sử dụng đúng cách thì có thể giúp tình trạng viêm thuyên giảm được lâu, từ hàng tháng đến hàng năm. Và khi mà tiêm corticoid còn có thể tác dụng là trị dứt điểm nếu mà mô viêm chỉ khu trú ở vùng nhỏ như là viêm bao khớp hoặc viêm điểm màng ngân chẳng hạn. Cái lợi ích của việc sử dụng tiêm corticoid tại chỗ là gì? Thì đầu tiên là khi chúng ta tiêm corticoid tại chỗ thì sẽ giảm nhanh và mạnh cái phản ứng viêm khu trú ở một vị trí, là nguyên nhân gây ra các triệu chứng đau cho bệnh nhân. So với các thuốc kháng viêm truyền thống dùng được uống như là aspirin hay các nhóm thuốc NSAID khác, nó sẽ làm giảm nhanh và mạnh hơn cái phản ứng viêm. Còn corticoid khi mà chúng ta tiêm vào khớp thì còn có lợi cho việc giảm đau khớp nhanh chóng, phục hồi chức năng cho một phần của cơ thể bị bất động bởi phản ứng viêm như là viêm khớp gối hoặc là viêm khỉu chẳng hạn. Corticoid tiêm nội khớp còn có tác dụng giảm bớt cái viêm khớp toàn thân khi mà thuốc được hấp thu từ khớp và hệ tuần hoàn. Chỉ tiêm một lần và tại chỗ thì sẽ giúp giảm các phản ứng tác dụng phụ của thuốc so với việc chúng ta sử dụng đường toàn thân như là tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch. Còn cái việc hạn chế của việc tiêm corticoid tại chỗ, cái bất lợi là gì? Thì khi mà chúng ta tiêm corticoid thì tại chỗ thì các thủ thuật phải dùng kim tiêm qua da và phải đảm bảo vô khuẩn, đòi hỏi kỹ thuật cao, yêu cầu bác sĩ phải nắm được chuyên môn về mặt giải phẫu trong cái thủ thuật tiêm lưng hoặc tiêm khớp. Vì vậy bạn nên đến các cơ sở y tế uy tín để đảm bảo an toàn. Có thể có các biến chứng của thuốc giống như là khi sử dụng đường toàn thân như là dị ứng thuốc này, hoặc là biến chứng tại cái vị trí tiêm, nếu như mà không đảm bảo vô trùng thì có thể là nhiễm khuẩn tại vị trí tiêm, hoặc thậm chí tôi còn gặp những cái trường hợp mà bị viêm tấy lan tỏa, sau đó thì bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết và rất là nặng nề. Có thể có biến chứng chảy máu tại chỗ do tổn thương mạch máu, đau vết tiêm, phản ứng viêm có thể nặng hơn tại chỗ do phải kích ứng với corticoid. Khi mà chúng ta tiêm corticoid nội khớp thì nó ảnh hưởng đến mô khớp, đặc biệt là khi mà chúng ta tiêm nhắc lại quá nhiều lần. Các tổn thương này thì bao gồm là như là mỏng sụn khớp, yếu các khớp, dây chằng khớp, tăng tình trạng viêm tại khớp do phản ứng đối với tinh thể corticoid, hoặc là nhiễm trùng khớp. Thì do không đảm bảo cái nhiễm trùng, mà cái nhiễm khi mà bị nhiễm trùng khớp thì cực kỳ nguy hiểm và sau đấy có thể gây những biến chứng không thể phục hồi cho khớp. Hoặc là những trường hợp các gân cơ bị yếu do tiêm trúng gân. Thông thường thì tiêm gân chúng ta sẽ tiêm vào cái bao gân, còn nếu mà tiêm trúng gân thì các cơ gân có thể bị yếu, hoặc là trong một số trường hợp còn có những hậu quả của việc làm đứt gân nữa. Và điều này thì có được báo cáo trong các nghiên cứu, và có 40% các trường hợp là bệnh nhân than phiền về các trường hợp chóng mặt thoáng qua, mất ngủ và tăng tiết mồ hôi. Khi mà bệnh nhân bị đái tháo đường thì khi mà tiêm corticoid có thể làm tăng cái đường huyết. Đối với các bệnh nhân mà đang bị nhiễm trùng, có thể là tiêm corticoid có thể giảm cái đề kháng và khiến tình trạng bệnh nặng hơn. Nên không phải lúc nào chúng ta cũng có chỉ định tiêm corticoid. Nếu mà toàn thân đang có trạng thái nhiễm trùng thì chúng ta phải xử lý cái trạng thái nhiễm trùng trước. Khi mà chúng ta tiêm dài hạn và tiêm quá nhiều lần thì có thể có những cái biến chứng toàn thân của corticoid, giống như là tiêm bắp hoặc tiêm đường tĩnh mạch, thì như là mỏng da này, dễ bị bầm tím này, mặt tròn trong cái hội chứng cất sinh, phù, tăng huyết áp, đục thủy tinh thể hoặc loãng xương. Như vậy thì corticoid vẫn là một lựa chọn rất tốt trong điều trị bệnh lý xương khớp, và trên thế giới vẫn đang sử dụng và chúng ta không thể phủ nhận những hiệu quả mà nó mang lại. Tuy nhiên thì bạn nên lựa chọn những cơ sở y tế uy tín và điều trị đúng phác đồ, đảm bảo kỹ thuật tốt và vô trùng tốt thì chúng ta sẽ hạn chế được những biến chứng có thể gặp.
Đó, thì trong cái video này tôi đã phân tích rất là kỹ về những cái mặt lợi ích và những cái bất lợi của việc sử dụng corticoid tiêm tại chỗ. Thì nếu mà các bạn thấy cái video này hay, hữu ích thì hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình. Có một cái lưu ý nhỏ là mọi người cần phải biết chính xác là mọi người bị bệnh gì và cái phương án xử trí nó ra làm sao. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.